giữa vũng nước, ngọn lửa vẫn bốc lên phừng phừng, thậm chí còn đun nấu nước, hiện tượng gì đây? Một video đang viral mạnh trên Instagram Reels vì ghi lại một hiện tượng kỳ lạ. Được đảm bảo là tình tiết thật, không photoshop, bối cảnh trong clip như sau, một nồi nước lớn đang được kê trên gạch, phía dưới là một vũng nước trên nền đá, gạch xếp lại. Từ dòng nước, ngọn lửa lớn bốc lên, đủ mức có thể làm nóng nồi nước. Ngay cả khi người đàn ông trong clip hắt thêm nước vào ngọn lửa, chúng không hề bị tắt đi. Giữa hàng nghìn bình luận xôn xao, một số người đã nhận ra hiện tượng này và có lý giải trên cơ sở khoa học như sau: có lượng lớn khí metan đang bốc lên từ phía dưới nồi nước, tạo thành ngọn lửa cháy nhờ khí metan, chúng có thể duy trì ngay cả trong môi trường nước. Hiện tượng có khí metan trong nước thường xảy ra ở các khu vực xung quanh núi lửa. Vậy nên, hiện tượng trong video này có hai kịch bản như sau: một, đây thực sự là một vết nứt trên hố gas tự nhiên ở vùng núi lửa và bị đọng nước lại; hai, phía dưới nồi nước là một thiết bị nhả khí metan và đã có ngọn lửa mồi đốt cháy. Dù là tình huống nào thì hiện tượng này hoàn toàn khả thi, có chăng có phải là dàn dựng câu like hay không thôi.